Ủy ban nhân dân xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn mới đây tổ chức lễ khánh thành chuỗi cầu gieo duyên tại ấp Mỹ Phú. Chuỗi cầu gieo duyên gồm cụm cầu ấp chiến lược, cả răng hai và sinh phần được thiết kế theo cấu trúc bê tông cốt thép. Cầu ấp chiến lược và cầu sinh phần có chiều dài 15m, rộng 2,2m, tải trọng 2 tấn. Cầu cả răng hai có chiều dài 27m, rộng 2,2m, với trọng tải 2 tấn. Tổng kinh phí xây dựng là 285 triệu đồng do Đoàn Từ Thiện Chuỗi Cầu Giao Duyên và Hội Từ Thiện Dòng Tay Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ và nhân dân trong xã đóng góp. Dịp này, Ủy ban Dân Quyền Thoại Sơn và xã Định Mỹ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp vào xây dựng cầu giao thông nông thôn.